Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Đất nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở Hit Honda Đất 10 với địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì như trong hình các bạn đang xem chính là dòng WinX 2022 phiên bản thế hệ thứ 3 là V3 nha các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ cùng với các bạn cập nhật giá của cái phiên bản của dòng này ở đầu tháng 7 năm 2022, cũng như là chương trình khuyến mãi và những cái chương trình trả góp dành cho tháng 7 này ha. Thì mời các bạn mình xem clip và Nhuận sẽ cập nhật giá luôn ạ. Thì trên màn hình các bạn đang xem chính là một dòng WinX, thì ở phiên bản này chính là phiên bản thể thao các bạn. Thì các bạn cũng đã biết rồi, thì WinX phiên bản 2022 á thì nó có bao gồm là 3 phiên bản ha, là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao. Nó chỉ có 3 phiên bản thôi, nó không có nhiều phiên bản giống như phiên bản cũ. Ở phiên bản cũ thì rất là nhiều phiên bản, ví dụ như là camo nè, rồi phiên bản thể thao nè, rồi đen vàng đồng, nói chung là rất là nhiều ở phiên bản luôn. Cho nên á, các bạn có thể là các bạn mình không nắm rõ được những phiên bản cũng như là phiên bản màu sơn mà nào rồi phiên bản nào. Cho nên á, là Honda ở phiên bản này á, thì cũng đã bỏ hẳn những phiên bản và chỉ còn lại là 3 phiên bản ha. Rồi thì Nhuận sẽ nói sơ về những phiên bản màu ha. Đầu tiên á, là phiên bản tiêu chuẩn của dòng WinX á, thì bao gồm những màu ví dụ như là màu trắng đen, màu đỏ đen. Là phiên bản màu màu đen nữa, đó là những phiên bản của tiêu chuẩn. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn á, thì được gọi các bạn hay gọi là phiên bản mình không đầy đủ. Lý do tại sao các bạn? Thì ở phiên bản đó thì Honda cũng đã không có những cái phần ví dụ như là không có ABS nè, khi sử dụng là thắng đĩa thường ha. Có nhiều bạn thì hỏi những là phiên bản đó có phải là thắng CBS không? Thì Nhuận xin đính chính lại, đó là phiên bản thắng thường, thắng đĩa thường, không phải là thắng CBS nha. Thì cái thắng CBS á thì nó chỉ áp dụng trên dòng xe của tay ga thôi, ví dụ như là Vision nè, Airblade nè, hoặc là SH, thì những dòng đó thì thắng CBS. Thì định nghĩa dòng CBS là sao? Khi mà mình thắng một bên thì nó thể là bên tay trái có thể là ăn cả bánh trước và bánh sau, cho nên nó gọi là thắng kép, thắng CBS. Cho nên nó là phiên bản này là phiên bản thắng đĩa, khi các bạn bóp thì nó không có giống như là phiên bản đó ha. Thì các bạn có thể là các bạn hay gọi nhầm, đó là phiên bản CBS, không phải ha, phiên bản thắng đĩa thường thôi. Rồi ở phiên bản xe phiên bản thắng thường á, thì nó có cái thứ nhất á, là không có ABS nè, cái thứ hai á, là không có cổng sạc ha. Đây không có cổng sạc đó, ngoài ra thì các bạn thấy từ trọng lượng cho nên là những thông số cụ thể nó sẽ giống nhau tới phiên bản đặc biệt ha. Thì kế tiếp đó là phiên bản đặc biệt, thì phiên bản đặc biệt của dòng WinX 2022 á, là bao gồm 3 màu sơn chính. Đầu tiên là phiên bản màu đen nhám, đen vàng đồng đó các bạn. Thứ hai á, là phiên bản màu đỏ đen đó. Và thứ ba là phiên bản màu đặc biệt, màu bạc đen hay các bạn. Thì phiên bản màu đặc bạc đen á, thì ở phiên bản đặc biệt á, thì nó có đầy đủ hơn, ví dụ như là phanh ABS nè, cổng sạc nè và điểm cao su ha. Đó là những cái thông tin của dòng xe WinX V2. Cái cuối cùng á, là phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao thì các bạn hay gọi là phiên bản HRC á. Lý do tại sao thì các bạn cũng có quyền có nhiều cái nguyên do thôi. Đây cái tem các bạn thấy rất là giống nè. Ha, giống như cái phiên bản V2 của phiên bản đời 2021 á. Cái màu từ màu sơn nè cho đến cách phối màu cho nó tem á, nó giống nhau, nói chung là hoàn toàn tương đồng giống như phiên bản 2021, cho nên các bạn hay gọi theo thói quen là phiên bản HRC đó. Thì đây là phiên bản thể thao có đầy đủ như là phiên bản đặc biệt ha. Thì Nhuận sẽ cập nhật giá trong thời điểm hiện tại cho các bạn luôn nha. Thì đầu tiên á, là phiên bản tiêu chuẩn thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình sau trừ khuyến mãi còn lại là 41.990.000 nha các bạn ha. Kế tiếp là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt thì có phiên bản có ABS nè, đó, có cổng sạc nè, thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 45.990.000. Cuối cùng là phiên bản thể thao, thì phiên bản thể thao là phiên bản trên màn hình bạn đang xem nè, giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 46.490.000. Thì kế tiếp thì cái chương trình là khuyến mãi của dòng xe này, thì đầu tiên á thì các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại á, các bạn sẽ được gói quà tặng rất là nhiều luôn. Thì Nhuận sẽ nói rõ ha. Đầu tiên á, là các bạn sẽ mình được chọn một trong hai nè. Thứ nhất á, là mình sẽ được chọn cái bộ loa Bluetooth đó các bạn, JBL ha, JBL ha. Thì cái dòng đó thì các bạn thấy âm thanh rất là tốt luôn, và giá trị của loa đó thì theo Nhuận không nhầm gì Nhuận đã tra rồi, thì cái loa đó là giá trị lên đến là 4 triệu ngoài. Hoặc là mình có thể chọn một trong hai loa hoặc là điện thoại là A13 ha, của dòng Samsung. Đây thì cái trị giá cũng tầm khoảng có 4 triệu ngoài đến 5 triệu đó bạn, mình có thể là chọn một trong hai á. Rồi kế tiếp á, là mình sẽ được nhận thêm nón bảo hiểm full face nè. Đó, nón bảo hiểm full face thì có nhiều lúc trước các bạn hay gọi những tại sao chương trình hiện tại á là nó không có không có tặng chương trình, không có tặng nón nữa, thì bây giờ là có tặng nón cho bạn luôn ha. Là một trong hai loa JBL nè hoặc là điện thoại, rồi nón full face nè.
Rồi kế tiếp á, là các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng luôn ha. Thì thể lệ á, thì khi các bạn mua xe thì các bạn sẽ được tặng cái phiếu bốc thăm luôn, trực tiếp luôn. Thì cái phiếu bốc thăm đó thì bên cửa hàng sẽ sau này sẽ hẹn ngày để các bạn ra bốc thăm ha. Thì thể lệ á, mình có thể là trúng một trong hai phần quà. Đầu tiên á, là dòng xe CB300, thứ hai á, là CBR150R ha các bạn ha. Đó thì hoặc là mình không trúng gì hết, nói chung á là quà tặng rất là nhiều rồi, còn cái phần bắt thăm á là mình dạng như là mình may mắn thì mình trúng thêm, còn mình không may mắn thì đó là do tỷ lệ may mắn của mỗi người nha các bạn. Rồi thì kế tiếp á chính là cái chương trình khuyến mãi nha. Thì cái phiên bình chương trình trả góp cho các bạn ha. Thì nếu mà các bạn mình mua trả góp trong thời điểm hiện tại, các bạn chỉ cần trả là 30% giá trị xe thì mình sẽ được hưởng là chương trình 0% lãi suất luôn nha các bạn. Thì đó, thì hiện tại các bạn thấy là quà rất là nhiều rồi, rồi thêm kết hợp thêm chương trình 0% lãi suất nữa, thì đây chính là cái thời điểm vàng để các bạn mình sở hữu dòng xe V3 ha. Thì biết đâu được mình khi mua xe mình có thể là mình bốc thăm mình trúng thêm chiếc CB300 nữa, thì đó là điều rất là tuyệt vời cho các bạn luôn ha các bạn. Rồi thì quà tặng thêm cho xe nữa, khi các bạn mua xe trong điểm hiện tại á, ngoài những quà tặng những đã kể trên á, thì các bạn sẽ được nhận gói quà tặng thêm 1.000.000 đồng nữa, là bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo thun, một cái áo mưa ha. Áo thun của Winnie các bạn 2.5 lít xăng. Và xe này sẽ được tặng chế độ bảo hành là lên đến là 5 năm bảo hành nha các bạn. Thông thường các bạn mua xe á, là chỉ có 3 năm bảo hành thôi, nhưng mà các bạn mua xe tại Hồng Đức các bạn sẽ được tặng thêm là 2 năm bảo hành, là tổng cộng là 5 năm bảo hành ha. Bảo hành là toàn quốc luôn, cho nên mình cứ yên tâm về chế độ bảo hành ha. Rồi thì những sẽ chia thẻ thêm một cái chương trình nữa, chính là cái chương trình sinh viên ha. Nếu như các bạn đang là sinh viên, các bạn tối thiểu là các bạn phải kết thúc lớp 12, hoặc là các bạn đang học là trung cấp, cao đẳng, đại học, thì khi các bạn mua xe á, các bạn nhớ đem theo thẻ sinh viên hoặc là bảng điểm, các bạn sẽ được giảm thêm là 700.000 trừ thẳng trên giá xe luôn. Đó, chương trình rất là nhiều luôn, cho nên là các bạn đừng vội tua clip. Thì khi nhận đã báo giá rồi thì nhiều bạn chỉ xem cái phần giá thôi, nhưng mà phần khuyến mãi thì có thể là mình đang được hưởng, nhưng mà mình tua clip thì có thể là mình không được hưởng nha các bạn. Thì các bạn mình tua clip mình xem nhanh quá á. Đó, thì nếu các bạn là sinh viên, các bạn đứng tên luôn sẽ được giảm giá thêm á, là 700.000 trừ thẳng trên giá xe luôn, và mình sẽ tặng thêm cái ba lô cao cấp của Hồng Đức luôn nha các bạn. Đó, đấy là cái chương trình thêm nữa ha. Và thêm một cái chương trình để các bạn cập nhật nữa, chính là cái chương trình là thu phụ lỗi mới. Ví dụ như là mình đang có dòng xe đời cũ mình không sử dụng, mình có nhu cầu mình đổi xe luôn các bạn, mình sẽ được giảm giá thêm 1.000.000 đồng trừ thẳng trên giá luôn nha các bạn. Đó, chương trình rất là hấp dẫn ha. Thì mình sẽ tóm gọn cho bạn ha. Khi các bạn mua xe trong thời hiện tại, mình sẽ chọn được lo Bluetooth JBL hoặc là điện thoại A13 của Samsung, nón bảo hiểm full face, gói quà tặng trị giá 1.000.000 đồng. Nếu là sinh viên được tặng thêm, được giảm thêm là 700.000, tặng thêm ba lô ha, gói quà tặng trị giá 1.000.000 đồng riêng. Thì khi các bạn mình có nhu cầu, mình có phủ nano để giữ màu sơn gắn phụ kiện theo xe, mình sẽ được giảm giá là 30% giá trị xe nha. Và nếu các bạn mua trả góp thì các bạn đang cửa hàng bên mình có chương trình lên hồ sơ 0% lãi suất cho bạn luôn ha. Đó, thì các bạn đang có nhu cầu tháng 7 mình chưa mua được, thì tháng 6 mình chưa mua được, thì tháng 7 thì mình đây chính là cơ hội để mình sở hữu dòng xe nha các bạn. Rồi, nhanh chân lên các bạn. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ. Nếu các bạn mình thấy clip của Nhuận hay và bổ ích, có thể là để là được đăng ký ủng hộ cho Nhuận ạ. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.